Rồi, ok, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho em xin một like và một nút đăng ký kênh kế bên cạnh nha. Để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những cái món đồ mà em sưu tầm. Thì tất cả clip em đăng trên kênh thì em đều báo giá nha. Anh em mình theo dõi clip để mà anh em mình biết giá để mà tiện việc theo dõi và mua hàng nữa. Anh em mình xem kênh thì thấy ưng sản phẩm nào thì có thể chụp lại cái màn hình gửi Zalo cho em ha. Đó, hoặc là anh em mình cứ điện nói cái lo gì và giá tiền bao nhiêu thì em sẽ dễ biết hơn ha. Đó, có nhiều anh em mình điện hỏi giá trong khi đó thì những clip em đăng em báo giá hết rồi. Anh em mình điện anh em mình hỏi giá thì em cũng không biết đường đâu mà em trả lời nữa. Tại em đăng rất là nhiều quá. Anh em mình điện chỉ hỏi giá lo bao nhiêu thì em đâu biết anh em mình hỏi có lo nào đâu. Đó ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em mình là có một cái cặp lo trả lời của Yamaha anh em ạ. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha, cực kỳ dễ thương luôn. Đó. Và một cặp lo bass Beuner 25, hổm có anh em nào dặn thì nay em về, anh em mình có nhu cầu thì điện lại nha, tại em bị trôi mất số rồi. Một cặp lo mic ha, một cặp lo mic trục nha anh em, nó có cái trục ở giữa nè, đó ha. Và một cái là cặp lo mic xe hơi ha, một cặp lo mic xe hơi thì anh em mình có thể thay thế lo thùng. Và bên đây là một cái số lo chép của JBL nha anh em, chép của JBL, hàng Mỹ xịn nha anh em. Đó, chép JBL A026TS ha, con này được sản xuất tại Pháp nha. Nó thì chép này được rã trên mấy cái thùng JBL LX500, LX800, LX1000 đó nha anh em. Đó, thì nó sẽ sử dụng con chép này. Tiếng rất là tuyệt vời luôn ha. Đó, tiếng chép rất là bén và tơi nhuyễn luôn. Đó. Đây, mấy con này thì tiếng rất là tuyệt vời. Hổm gà em hết hàng nha. Nay em mới về được vài đôi nha, mới về được vài đôi. Đó, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ nha. Đó, chỉ có mấy đôi đó thôi. Mấy hàng này em cũng mới vừa khui để mà giới thiệu với anh em mình ha. Rồi, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là nay đổi gu đi, giới thiệu cặp lớn trước đây nha. Đó, giới thiệu với anh em mình là cặp lo bass Beuner 25 nha anh em. Đó, cặp này đường kính là lo là 25 cm nha, còn chiều xéo là nó 28,5 nha anh em. Đó, màng giấy nha, màng giấy ha, màng giấy sống, nón là nón vải, gân là gân vải nha, gân vải rất là mềm và viền đỡ là bằng giấy ha, nó rất là đẹp nha anh em. Con này là con Beuner của Nhật nha, của Nhật xịn nha anh em, nó thép từ 7 màu đẹp keng. Cái củ từ nó nhỏ vậy thôi chứ cái lượng từ của nó chứa rất là nhiều bên trong, tại vì cái từ này là từ xịn đó nha. Nó thì hãng người ta sẽ nạp được rất là nhiều từ vào ha. Đó, anh em mình đừng có lo ngại về cái từ nhỏ nha. Những cái từ nhỏ như thế này nha, nhưng mà nó đánh rất là chất lượng luôn ha. Như những cái hàng Trung Quốc hiện nay thì cái từ rất là to nhưng mà đánh không ra gì anh em ạ. Đó. Đối với em thì em nhập hàng thì nói chung là em nhìn cái lo nó chất lượng là em nhập à. Đó, cái từ lớn từ nhỏ gì em không cần biết ha. Đó, có những cái hàng từ lớn rất là nhiều nhưng mà em đâu có nhập đâu. Nè, như những cái này từ nhỏ vậy thôi chứ em vẫn lấy bình thường nha anh em. Đó, anh em mình thấy không? Đây ha. Một cái vít thôi, dở củ lo lên luôn để hết thôi là nó vít. Để có cái tu vít lên thôi mà nó hết như thế này rồi ha. Đó, anh em mình yên tâm về cái chất lượng từ nha. Đó, từ hết rất là mạnh. Tại vì khi cái cụ từ này sản xuất ra thì nó chưa có hết ha, người ta sẽ sạc từ vào, nếu mà từ xịn thì nó sẽ sạc được nhiều từ vào bên trong ha. Hàng riêng nguyên bản nha anh em, lo bass là lo bass 25, con nó là con cũng con 25 luôn đó anh em, con nó bằng cái con lo bass á. Thì mấy dòng này thì anh em mình ghép mấy cái thùng nghe nhạc đầu tiếng rất là tuyệt vời nha. Nữa cặp Beuner này giá 1,8 triệu nha anh em. Cặp Beuner này giá 1,8 triệu, bass Beuner 25, em có một cặp duy nhất thôi. Anh em mình thích thì nhanh tay nha. Đó, mấy cặp này về anh em mình chưng thôi cũng rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Đó. Tuyệt vời ha. Giá 1,8 triệu nha anh em, giá 1,8 triệu cặp Beuner này. Rồi, và đây là cái cặp loa Yamaha anh em ạ, cặp loa Yamaha nha. Đó, đây là cái mặt trước em nói đây, thì nó sử dụng là hai con loa nha anh em, hai con loa lời ha. Đó, đây anh em mình nhìn cái loa này về anh em mình khỏi lắp căng cũng được ha. Cái căng này thì anh em mình sẽ lắp vào đây nha, căng này anh em mình sẽ lắp vào đây. Đó, thì nó sẽ như thế này ha. Đó, đây là hai cái căng của em nó, và đây là bộ phận củ loa nha anh em, và thùng loa đây ha. Đó, thùng loa đây. Đó, đây trạm lo đằng sau nha anh em, trạm lo đằng sau, và đây anh em mình có thể treo tường hoặc là anh em mình có thể để đứng trên thùng lo gì cũng được ha. Đó, và đây chính là cái lo này, nó rất là nhỏ gọn nha anh em. Lo này thì nó đường kính chiều dài của em nó là, chiều cao của em nó là 16 cm ha, chiều sâu của em nó là 10 hơn ha, 10,5 chưa tính dây căng nha, còn chiều ngang của em nó là 7 phân ha. Đó, đây thì củ lo của nó thì cũng cả 7 phân nha anh em. Đó, mấy con này thấy vậy nó nhỏ nhỏ vậy thôi, trước khi anh em mình mua hàng thì em có kèm cho anh em mình cặp tụ nha. Về anh em mình đấu qua tụ á thì anh em mình có thể karaoke với lại lo bass 20 25 đồ á là vô tư nha anh em ha. Đó, bass 20 25 đồ là vô tư. Con này đặc biệt cái là nó chở kháng là 9 ohm anh em, 9 ohm một lo nha. Đó, hai con này thì đấu song song lại. Thì nói chung là mấy cái lo này, mà những cái lo trả lời này thì anh em mình đấu qua tụ rồi thì cũng không có ảnh hưởng số ohm nha, anh em mình yên tâm ha. Đó, đây là bên trong hộp của em nó, dây dắt là nguyên zin, nguyên
nguyên bản hết nha. Đó, và đây là bộ phận màn lo, ở dưới màn lo nó có mã số nữa kìa. Hàng zin nguyên bản hết nha. Mấy con này nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ chịu đòn rất là tốt nha anh em. Tại vì giống gì để sinh ra là để chịu đòn mà, tại dạng nó là lo lời nha anh em, nó lo lời. Lo trung rồi á ha. Đó, hỗ trợ tiếng lời ca. Đó, anh em mình ghép cái cặp này với lại lo bass 20 25 hoặc là những cái lo 30 karaoke gia đình á ha. Đó, không phải là lo full nha. Anh em mình ghép những cái lo karaoke á là nó hát vô tư luôn. Rồi, để em quay luôn cái chiếc còn lại nha. Đó, quay luôn cái chiếc còn lại cho anh em mình xem. Đó nha, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Lo này về anh em mình tháo dây căng ra, anh em mình để nằm vậy cũng rất là đẹp luôn nè. Đó, hoặc anh em mình để đứng gì cũng được ha. Anh em mình treo. Đây nó có cái móc cho anh em mình treo nè ha. Rồi, để em mở cái củ lo này ra cho anh em mình xem luôn ha. Đẹp lắm nha anh em. Đó, đẹp lắm luôn. Cặp này thì giá là 700 nha anh em. Cặp này giá 700. Anh em mình ưng thì liên hệ ha. Đó, củ lo đẹp keng anh em ạ. Một cặp này là 4 củ lo nha, 4 củ lo bên trong. Tuyệt vời luôn. Đó. Đây. Rồi, ok ha. Và đây chính là cái hai cái e căng cái em nói nha. Ở thì e căng nó có một cái nó bị gách một tí chỗ này nè anh em. Đó, bên đây có một tí nữa nè, hai chỗ nhỏ nha. Cái này về anh em mình lấy chỉ trắng, cái này mình khâu khéo lại là cũng không thấy đâu. Hàng về nguyên bản nó vậy ha. Tem Yamaha nằm đây nha anh em. Đó. Rồi ok. Cặp này giá 700 nha. Đó. Và đây có một cặp lo mic ha, cặp lo mic. Lo này thì anh em mình có thể thay vào lo mic của xe ô tô ha, hoặc là anh em mình thay vào lo mic của những cái bộ dàn karaoke, nghe nhạc xem phim ở trong gia đình đâu cũng đều được nha. Cặp này nó có đường kính là 13 cm nha anh em, 13 cm. Đó, còn tính luôn cái tay chéo bắt ốc á là nó 15 ha. Đó. Màn là màn carbon nha anh em, màn carbon, màn này rất là nhẹ luôn ha, màn rất là đẹp. Đó. Còn kia là zin nguyên bản hết nha. Đó, đây. Lo là lo của xe ô tô nha anh em, lo xe ô tô. Đó, xương là xương sần ha. Đó. Tất cả mọi thứ dây rau bạc ha. Con này dạng lo mic của xe ô tô ha. Anh em mình có thể ghép vào những con ampli hoặc là cũng những con đẩy gia đình đồ á để mà ghép lại những cái lo bao quay ha, đều được nha. Đó, rồi. Giá cặp này là 800.000 nha anh em. Giá cặp lo mic của ô tô này là 800.000. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Đó. Đây. Rất là đẹp. Rồi, ok, có một cặp thôi nha. Anh em mình ưng thì liên hệ ha. Đó. Mấy con ốc này là mấy ốc của con cặp lo trả lời này nè. Nãy em tháo ra cho anh em mình xem á. Và đây thì em có một cái cặp lo mic nha anh em, cặp lo mic tiếp theo ha. Rồi, để em cho cái điện thoại nó thấp thấp xuống đây, để em quay cặp lo mic và mấy cái chép cho nó dễ một tí nha. Đó. Rồi, ok. Để vô đây đi, tại còn mấy món này nữa cái là xong rồi. Đó, cặp lo mic này thì nó có hai cái kiềng ở trên nha anh em, nó có hai cái kiềng, đó ha. Đây. Hai cái kiềng này thì em sẽ gửi kèm đầy đủ cho anh em mình nha. Đó, về anh em mình có thể lắp vào hoặc là anh em mình khỏi lắp gì cũng được nha. Đó, đây nó có mấy cái chốt nè. Đó ha. Anh em mình về có thể lắp cái chốt này hoặc là anh em mình chế cháo sau đó gì cũng được ha. Đây nó có cái ron nè. Cái chốt này là hình như là bằng đồng hay sao đó anh em. Đó. Chốt này là bằng đồng nha. Và cái miếng này là cũng là bằng kim loại luôn ha. Miếng này là bằng kim loại luôn. Có một bên nó bị gãy một tay nha. Đó, về anh em mình dán lại ha. Nè. Cái miếng này là bằng kim loại nha anh em, rất là nặng nha, hai cái kiềng của nó nè, rất là đẹp luôn. Rồi em để này qua bên ha. Và em giới thiệu cái cặp lo. Đó, đây, cặp lo này là cặp lo trung nha anh em, cặp lo trung ha. Đó, lo trung này nó có đường kính là 18 cm nha. Đó, trung khủng nha anh em, trung lớn nha. Con này là mic nha, là mic, đó là tiếng lời karaoke nghe nhạc rồi á. Có cái kiềng này. Cái kiềng này cũng là 18 luôn nha, cái kiềng nó bằng mặt lo nha anh em. Đó. Đây. Thì con này là ở trước giữa nó có cái trục nha. Thì khi mà cái màn lo nó hoạt động á là cái trục này nó nằm im nha. Cái trục này nó không hoạt động nha anh em. Cái trục này nằm im, màn lo nó hoạt động ha. Đó, gần là gần zin. Nó trục nó nhìn rất là đẹp nha anh em. Và đây là cái màn lo nhìn cũng rất là chi tiết luôn, rất là đẹp nha. Đó. Đây. Keo của nó là keo dạng nó không đen mà nó cũng không vàng nữa anh em. Keo zin nha. Con kiếc là zin nguyên bản hết nha. Đó, đây là củ từ ha, củ bọc từ. Con này là con lo Vifa nha anh em, Vifa. Đó. Đây. Thì con này được bọc từ nha, bọc từ. Đó. Đây. Lo Vifa thì có cặp về nó ghi đan mạch, có cặp về nó không có ghi. Đó. Đây. Nó như cái này cũng là Beamer xịn nhưng mà không ghi gì hết trơn, chỉ có cái logo với mã số thôi. Đây. Cặp này giá 1.4 triệu nha anh em, cặp lo trung 18 ha, cặp lo trung 18 bọc từ. Tuyệt đẹp này giá là 1.4 triệu. Đó, cái kiềng này về anh em mình thích thì lắp ha. Đó, thích thì lắp vào. Đó. Rồi, ok ha. Lắp vào nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, em sẽ quay mấy cặp lo chép cuối cùng nha anh em. Đó, và em sẽ kết thúc clip ha. Tại clip hôm nay cũng có nhiều món cho anh em mình sưu tầm.
cho nên là nó cũng hơi dài một tí ha, anh em mình coi thông cảm nha. Đó, và anh em mình xem kênh á, nhớ xem kỹ clip ha, tại hàng có báo giá đầy đủ trên kênh hết rồi, giá thì em báo công khai, anh em mình mua thì liên hệ với em cứ giá trên video mà thẳng tiếng thôi nha anh em. Đó, em bán hàng thì em báo giá trên video sao thì em sẽ bán như vậy ha. Đó, đây thì có anh em mình điện trả giá 100-200 đồ thì em không có bán được nha. Đó, em đăng giá nào thì em bán giá đó, đó giờ rồi báo giá chuẩn nha. Đó, đây cặp loa chip JBL nha anh em, loa chip JBL. Nó con này thì nó có model là JBL A026TS ha. Đó, con này được sản xuất tại Pháp nha. Đó, thì em xin nhắc dài cái dòng chip này thì là dòng loa chip đơm, nó gã trên từ những cái thùng loa bass 20-25 đầu ra nha anh em. Đó, thì anh em về anh em mình có thể ghép vào những cái thùng JBL LX500, LX600, LX800, LX1000 hoặc là những cái dòng JBL tư tựa mà nó có đường kính chép là 10 phân thì anh em mình có thể ghép được ha, hoặc là đường kính chép nó nhỏ hơn tí cũng được ha, tầm 9 phân rưỡi đồ, 10 phân đồ là anh em mình có thể thay thế được nha. Đó, đặc biệt là cái dòng loa chép này tiếng kêu rất là hay. Thì những con này thì em ship về thì chi phí nó cũng khá là cao anh em ạ, tại mấy con chép này á tiếng kêu rất là hay. Đó, đường kính con này là 10.5 nha, 10.5. Thì những con loa chép này nè, anh em mình không tin anh em mình lên eBay anh em mình search coi giá nó là bao nhiêu một cặp nha. Đó, giá bên kia nói chung là lâu lâu em có mới sưu tầm được lô giá tốt thôi, chứ thường ngày có hàng nhập cũng không được nữa anh em. Lâu lâu nhưng mới nhập được lô nha. Đó, lâu lâu dạng như mình canh giờ nó tốt á, mình mua nó ngon thì có giá tốt một tí mua về chia sẻ với anh em mình thôi. Đó, hàng thì đẹp như trên video nha anh em, đẹp như trên video. À, cái model cái em nói nè, JBL A026TS nha. Đó, thì anh em nào mà rảnh á thì anh em mình cứ lên Google search coi giá bên eBay người ta bán bao nhiêu nha, và anh em mình tính thêm cái chi phí vận chuyển về nữa. Đó, nói chung em lấy thì nhờ cái số lượng em lấy một lần 5-7 cặp đồ á, hoặc là nhiều nhiều á thì nó có đỡ hơn anh em mình lấy lẻ nha. Đó, đây thì giá cho mỗi một cặp như thế này là 2.2 triệu nha anh em, giá là 2.2 triệu cặp loa chép JBL A026TS nha. Đó, dòng này thì em nhập vào chi phí với lại cái chất lượng loa ha, mấy con này kêu tiếng rất là tuyệt vời, tiếng rất là hay luôn, anh em nào mà từng trải nghiệm qua mấy dòng này thì biết rồi ha, anh em nào ưng thì liên hệ với em nha. Đó, giá là 2.200.000 một đôi. Đó, em có lẻ một chiếc nha, lô này về em có lẻ một chiếc. Đó, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Đó, tại vì có được số lượng nhiêu đây thì em gom hết luôn á, cho nên là nó có lẻ một chiếc nha. Không biết sao bên kia nó bị trục trặc gì người ta bỏ một chiếc hay sao rồi, về có nhiêu đây, lẻ một chiếc ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Đó, rồi xong thì clip của em cũng xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.